còn bao nhiêu mai phục, ra đây hết đi. Sát thủ thần triều, tất cả đều là đồ chuột chắc giấu đầu lộ đuôi. Thánh chủ, cút ra, đừng hòng. Phế vật, còn không rút. Sao rồi, bị thương có nặng không? Mẹ kiếp, vết thương ngoài da thôi, kéo ta một cái không ra được. Ngươi bị sao vậy? Mau kéo ra một cái. Sao vậy? Sao nhìn ta như vậy? Sư huynh không cảm thấy hắn giống một người sao? Đương nhiên giống, thiệt sự giống hệt với sư tôn. Huynh đã biết từ lâu rồi hả? Đương nhiên, muội không biết sao? Muội sao biết được? Muội là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của hắn mà. Ngươi chưa từng cho sư muội thấy gương mặt của ngươi ư? Không có, ta tưởng ngài đã nói với nàng từ lâu rồi. Ta tưởng ngươi đã cho muội ấy nhìn rồi. Chúng ta vẫn là đối diện sát thủ thần triều đi. Cái đó, từ đội hình ngày hôm nay thì thấy thực lực của sát thủ thần triều không chỉ có vậy. Muốn xử lý nó thì phải tập trung sức mạnh của cả Diêm Hoàng mới được. Chuyện cấp bách hiện nay là phải tiêu diệt Quyền Hoàng, sau đó tuyên chiến với Thiên Hoàng. Giống y hệt với sư tôn, cũng có lục đạo tiên luân nhãn, cũng là thánh chủ của Diêm Hoàng, thiên phú cũng nghịch thiên như vậy. Những điều này đều là trùng hợp ư? Địa điểm mai phục chọn ở đây. Núi Quyền Long. Các vị tiền bối của Tôn gia ở phía đông, Nhân Hoàng chiếm ở phía bắc. Sau đó, mọi người của Diêm Hoàng ở chính diện phía tây, Địa Hoàng sẽ tiếp ứng ở phía nam. Trước tiên, chia cắt người của Thị Huyết Điện và Quyền Hoàng. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày, phải bố trí cách giới Diêm Hoàng trong phương viên 10 vạn dặm ở núi Quyền Long. Một phiến hư không, mỗi một ngọn núi đều phải bố trí đại trận chu sát trận hư không, trận đồ tịch diệt. Chỉ cần có thể chuyển qua đó thì dùng hết cho ta. Cái chúng ta phải làm là dùng cái giá nhỏ nhất tiêu diệt đám khốn nạn thì quyết định. Còn về người của Quyền Long, có rất nhiều người đều là người của Diêm Hoàng. Do nguyên nhân lập trường, bọn họ có người đoán chắc. Hắn càng ngày càng giống sư tôn rồi. Có lẽ hắn chính là sư tôn chuyện thế. Kiếp này muốn tiếp tục dẫn chúng ta càn quét tứ phương. Tóm lại, đối với những người có ý đầu hàng, chúng ta bợ lưới. Nhưng đối với những kẻ ngoan cố kia, không cần thương xót, giết tại chỗ. Sắp xếp như vậy, có dị nghị gì không? Sắp xếp như vậy một giọt nước cũng không lọt, lão phu khâm phục. Vậy tốt. Bắt đầu chính thức hành động. Tạm biệt tại đây, gặp lại ở núi Quyền Long. Các vị phải cẩn thận, nhớ kỹ. Rõ. Nghĩ cái gì vậy? Nhớ nhà, cũng không biết Hằng Nhạc Tông bây giờ như nào rồi. Đợi Diêm Hoàng thống nhất thì phải trở về xem thử. Bây giờ đại chiến sắp diễn ra, cũng không thể phân tâm được. Đúng, đợi sau khi Diêm Hoàng thống nhất, rồi nói. Hoàng trưởng lão bị thương rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Gặp phải mấy tên khốn, đánh một trận. Vẫn may, đồ mà thánh chủ cần không bị cướp mất. Thánh chủ, hồn linh tiên ngọc đó, rốt cuộc dùng để làm gì? Lần này tay ra ngoài, có không ít người đang tìm. Còn có người đang tìm hồn linh tiên ngọc sao? Ít nhất có 3 nhóm người đang tìm. 3 nhóm? Là người của chính Nhân Tông sao? Hồn linh tiên ngọc người bình thường muốn nó cũng vô dụng, nhưng là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện chế âm binh chú ấn. Người tìm hồn linh tiên ngọc nhất định cũng đang luyện chế âm binh tự tướng. Biết những người đó có lai lịch gì không? Thấy bao nhiêu người đó đều lạ. Ta điều tra một chút, thấy bọn họ xuất hiện ở hồn linh cổ thành. Hồn linh cổ thành,
Đó không phải là chợ đen hay sao? Đám người này phải suy xét rồi. Hổm Linh Cổ Thành là một phiến địa giới hỗn loạn. Thông thường, tiến hành những giao dịch mờ ám, có thể nói là một chợ đen, bất cứ thứ gì cũng có thể giao dịch ở đây. Quan trưởng lão, tu vi của ngươi dừng ở không minh cảnh bát trọng bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mãi không đột phá được. Nè, cái này cho ngươi. Không minh cảnh nguyên đan. Đa thánh chủ. Nói gì vậy, quan trưởng lão vất vả rồi. Đây là cái ông nên được nhận. Không minh cảnh cửu trọng, không minh cảnh cửu trọng, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Ba phần nguyên liệu của không minh cảnh nguyên đan, hai phần nguyên liệu của âm minh tử tướng. Đáng tiếc không có thi thể của chuyển thiên cảnh. Ba ngày sau, nhất định phải làm ra một cổ âm minh tử tướng có nhục thân của chuyển thiên cảnh. Hai chuyển thiên cảnh làm vệ sĩ, thách sát thủ thần triều cũng không gì được mình. Ai da, ngươi đừng lôi ra. Lão tử đốc sáu gì cũng là Diêm Hoàng thánh chủ, trừ tí mặt mũi cho ta có được không? Ta nói này lão chung, đây là thánh chủ đời thứ 99 của Diêm Hoàng các ngươi à. Người này kém xa Chung Diêm. Ngươi đừng xem thường hắn, có thể được nhẫn ngọc huyền thương, nhìn chúng, có ai là kẻ tầm thường chứ? Chuẩn thiên cảnh, thiệt sự là ngươi không thể nhìn dễ bề ngoài. Ngươi năm đó xem thường Chung Diêm sư huynh của ta, vì sao thì như nào? Thành tựu tương lai của huynh ấy sẽ không dưới sư tôn của ta. Vậy bối Tần Vũ tham kiến tiền bối. Tiểu qua qua, ngươi có thể dẹp bớt. Ngươi không phải là Tần Vũ, đồ đệ của Độc Cô Ngạo ta từng gặp, không trông như ngươi. Ngài quen biết Độc Cô Ngạo tiền bối à? Hắn nghe Độc Cô Ngạo chung một sư tổ, theo bối phận hắn là sư huynh của Độc Cô Ngạo. Tiểu qua qua, ta tên Cổ Tam Thông, nghe nói tiểu tử ngươi có thể chữa trị đạo thương, có phải thiệt không? Đương nhiên. Tiểu tử, nếu ngươi đùa giỡn ta, ta mặc kệ ngươi có phải là Diêm Hoàng thánh chủ hay không, sẽ bị quýnh đó. Không chữa khỏi cho ngài thì quýnh ta sao cũng không muộn. Hả? Cổ tiền bối, sở thương trong tiền bối của Thiên Tông thế gia là ta chữa khỏi, ngài cứ yên tâm. Tiểu qua qua quả nhiên có bản lĩnh. Ừ, nếu là như vậy, chuyện Chung Danh nói với ta trước đó, ta đồng ý. Nếu ngươi có thể chữa khỏi đạo thương của Tam Thông đạo hữu, hắn sẽ là một trưởng lão khách khanh của Diêm Hoàng chúng ta. Ồ, vậy đại chiến vào hai ngày sau, hắn có đi không? Nếu hắn không đi thì không phải là Cổ Tam Thông rồi. Tới đi, Tiểu Qua Qua, chúng ta mau chóng bắt đầu thôi. Ta cần chuẩn bị những gì? Nè! Sau đó thì sao? Sau đó à... Tiền bối, có hơi đau. Ngài nhịn một chút đi. Ta... Bẻ kiếp! Cuối cùng cũng xong rồi. Chúc mừng Tam Thông huynh quay lại đỉnh phong. Cùng vui, hai ngày sau đợi xem ta đại sát tứ phương đi. Tiểu qua qua, thiên lôi đó của ngươi không tồi, cho ta mượn nghịch vài hôm đi. Tam Thông huynh, ngươi quay lại đỉnh phong, đây là chuyện vui, chúng ta uống vài ly chúc mừng đi. Thánh chủ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đến một nơi. Hả? Nào, Tam Thông huynh đi,
đi uống rượu, đi uống rượu. Ồ, được. Ta nói nè, Tiểu Hoa Hoa, ta lát nữa sẽ đi tìm ngươi. Được. Đi đâu vậy? Đến thì ngươi sẽ biết. Trước tiên cứ đi rồi tính, lão già đó mượn đồ không trả lại đâu. Hả? Đây là nơi nào? Hình như bố trí rất nhiều cấm chế đáng sợ. Đương nhiên, bởi vì nơi này là cấm địa Diêm Hoàng.